Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay Di động Cao cấp.vn giới thiệu với bạn một món phụ kiện cực kỳ hấp dẫn dành cho BlackBerry Playbook. Mẫu máy tính bảng đầu tiên và duy nhất đến thời điểm hiện tại của BlackBerry. Đó, đây là cái món phụ kiện mà mình nghĩ là chắc chắn những fan của Playbook, những fan BlackBerry sẽ quan tâm và sẽ mua nó rất là nhiều và tìm kiếm nó rất nhiều. Hôm nay Di động Cao cấp.vn đã tìm được nó và ship về Việt Nam cho các tín đồ của BlackBerry Playbook, đó là đốc sạc từ dành cho BlackBerry Playbook. Nó đây là cái món phụ kiện mà mình rất thích của BlackBerry Playbook, và gần như tất cả những mẫu điện thoại của BlackBerry có sản xuất đốc sạc thì mình đều tìm và ship về Việt Nam. Đó, sản phẩm đang có bán tại Di động Cao cấp.vn. Chúng ta nói qua một chút về cái mẫu đốc sạc này. Đây là đốc sạc được BlackBerry thiết kế dành riêng cho BlackBerry Playbook. Đó, được chính hãng BlackBerry sản xuất với cái chân sạc và chân sạc từ. Tức là chân sạc này chúng ta không cần phải cắm như cái chân Miro đó, như chân sạc bình thường. Đây, trên các cái rắc kết nối của BlackBerry Playbook gồm có từ phải qua trái, đây là sạc từ 3 chấu này, chính giữa là chân sạc bình thường micro USB, còn đây là cổng HDMI ra TV. Thì cái chân sạc này chính giữa, chân sạc bình thường theo máy thì rất hay bị gãy hỏng trong quá trình sử dụng. Đó, và việc cái thay thế nó thì cũng tương đối là phức tạp và lòng hoàng. Đó, nhưng nếu mà chúng ta sử dụng cái sạc từ này 3 chân, các bạn có thể nhìn thấy thì nó lại đơn giản hơn rất là nhiều. Quý khách gần như là quên đi nỗi lo hỏng, gãy, hỏng chân sạc này, vì nó được thiết kế là dạng hút từ. Đó, đấy, khi chúng ta đặt lên đó thì máy nó sẽ sạc tự động sạc pin. Đó, tất nhiên là chúng ta vẫn phải cắm. Đó, đây là cắm cái nguồn điện đúng không? Đó, ta cắm rồi. Sạc này theo cái giới thiệu của BlackBerry thì được sạc nhanh gấp 2 lần so với sạc thông thường của sạc thông thường bình thường của BlackBerry. Và nó có bán tại Di động Cao cấp.vn trên toàn quốc. Và thông tin về sản phẩm, khách vui lòng liên hệ đường dây nóng 0466750999. Di động Cao cấp.vn sẽ là toàn quốc nhé. Xin cảm ơn. Rất là tiện để xem phim, rất là tiện. Đó. Và thông tin về sản phẩm, khách nên vui lòng liên hệ đường dây nóng của Di động Cao cấp.vn 0466750999 để tư vấn hỗ trợ cho các bạn.